Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 mới tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Việt Hòa thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, theo đề nghị của chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn phòng hóa 78 Bộ Tham mưu và đội y học dự phòng Cục Hậu cần cung cấp phương tiện chuyên dụng, khẩn trương tổ chức phun khử khuẩn tiêu độc trên diện rộng toàn bộ khuôn viên công xưởng công ty và các trục đường xung quanh nhằm ngăn chặn sự lây lan phát tán của mầm bệnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Việt Hòa có 4.500 công dân làm việc. Hiện nay toàn bộ công dân của công ty đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Nhờ thực hiện khai báo y tế điện tử nên quá trình thu thập thông tin truy vết F1, F2 của công ty diễn ra khá nhanh chóng. Sau 4 giờ làm việc tích cực, khẩn trương, bộ đội đã phun khử khuẩn được hơn 50.000 m2 mặt sàn, đường nội bộ, khu vực xung quanh công ty. Riêng những khu vực có liên quan đến các ca bệnh đều được tiêu độc khử khuẩn rất kỹ.